Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tư Online sẽ gửi tới các bạn một tuyệt phẩm đỉnh cao đến từ ngoại tịch lệ khách Vương Thứ Nhất, thiên tài của cờ tướng Trung Hoa. Kính mời các bạn cùng đón xem. Đây là ván đấu đánh trong giải cờ tướng giai cấp bên tái mùa giải năm 2019, khi bên đỏ đỉnh tiên là Tôn Nhật Dương và người cầm bên đen là chiến thần số 1 ngoại tịch lệ khách Vương Thứ Nhất.吃 吃 吃
吃。 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 吃。
吃 将军 吃 吃 吃 将军。Từ hình cờ trên, sau thủ pháp quá cao thâm đến từ bên đen thì bên đỏ đã phải buông kiếm xin hàng. Các bạn thấy ngay, đánh tiếp thì có hai biến hóa dành cho bên tiên với phần cờ cho chạy tướng đi. Khi đó lập tức là phần cờ cho xe 3 thuế 2. Bên đỏ có cho tiến xe bắt xe, lập tức là phần cờ cho bình xe chiếm tượng, hình cờ tàn thua dành cho bên đỏ. Trong phần cờ còn lại, có đi tiếp bằng phần cờ cho thoái xe về thì vẫn thua về tàn. Khi đó bên vương đơn giản là phần cờ cho tiến chiếu ngay và bình qua để chém tượng. Vẫn là một cảnh thua tàn dành cho bên tiên. Như vậy, kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên một tuyển phẩm đỉnh cao đến từ bên đen của vương, khi kích bại được danh thủ Tôn Thật Dương. Kính chào và hẹn gặp lại.